Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. lúc bây giờ thánh thủ linh tôn cũng cực kỳ nghi hoặc nói ta hiểu ra vấn đề ở đây rồi ban đầu ở thánh linh cốc thiếu du đã thành nghịch mệnh hồn quả kia ngăn cản một đạo lôi kiếp cho nên lúc này nghịch mệnh hồn quả mới nhận ra được thiếu du kim huyền lại nói còn có chuyện này sao ánh mắt của thánh thủ linh tôn khẽ đảo trong cửu lòng xích viêm đỉnh cự long màu trắng nhìn chín đầu cự long bằng hỏa diễm chung quanh ánh mắt chớp động một tiếng rít gào vang lên. Tiếng rít gào vang vọng trong miệng của đầu cự long màu trắng kia, trong khoảnh khắc có một đạo quang mang màu trắng lướt đi. Ở trong đao quang màu trắng này, bây giờ trong lúc mơ hồ, có một con rồng nhỏ độc nhất vô nhị ở bên trong. Đạo quang mang màu trắng này lướt lửng trước người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn đạo lưu quang màu trắng, cảm nhận đạo lưu quang màu trắng này cũng không phải là công kích. Do dự một chút, Lục Thiêu Du giơ tay lên, nắm lấy đạo lưu quang màu trắng này vào trong tay. Còn Cự Long màu trắng nhìn Lục Thiêu Du, nhìn thấy Lục Thiêu Du thu đạo lưu quang màu trắng vào trong tay, miệng rít lên một tiếng, dường như khẩn cầu cái gì đó. Người bảo ta giữ lại nó sao? Nhìn hai mắt Cự Long màu trắng, Lục Thiêu Du cảm giác được năng lượng bên trong đạo lưu quang màu trắng này dường như có không ít quan hệ với Cự Long màu trắng kia cự long màu trắng này lần nữa rít gào một tiếng. Cái đầu cực lớn kia không ngờ lại gật gật. Rõ ràng nó có hiểu được câu nói của lục tiêu du hoặc là hiểu rõ ý tứ của lục tiêu du. Tiếng rít vừa dứt thân ảnh khổng lồ ầm ầm tiêu tán trong không gian nóng bỏng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành nghịch mệnh hồn quả giống như hình người kia. Cùng một lúc, chín đầu cự long bằng hỏa diễm thu nhỏ lại, hóa thành chín đạo hỏa diễm nóng bỏng, bao phủ trên người nghịch mệnh hồn quả tiêu du xuất hiện đi cảnh tượng trước mặt lục tiêu du dần dần biến mất đạo lưu quang linh hồn trở lại trong mi tâm hai con mắt đằng nhắm mở ra trong tay xuất hiện một đạo lưu quang màu trắng không ngừng lan tràn ra năng lượng kinh ngợi. cái này là vật gì lục tiêu du đứng dậy cũng không quấy rầy nghĩa phụ nam thúc thân ảnh trở lại sát biên giới mật thất nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay mà không khỏi nghi hoặc nếu như ta suy đoán không sai, đây chính là linh trùng của nghịch mệnh hồn quả. Kim Huyền nói, thân ảnh chợt lóe lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua đạo lưu quang màu trắng trong lòng bàn tay của lục thiêu du. Linh trùng là vật gì? Lục thiêu du cũng không biết thứ này là vật gì, cảm nhận thứ này có quan hệ cực lớn với nghịch mệnh hồn quả, khí tức giống y như đúc. Thanh thủ Linh Tôn lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc trả lời lục thiêu du linh chủng chính là thứ linh vật lưu lại giống như là hạt giống của thực vật bình thường trứng của yêu thú linh thú giống như là thai nhi của sinh linh vậy nói như vậy đây là hậu đại của nghịch mệnh hồn quả lục tiêu du nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc hẳn là như thế nghịch mệnh hồn quả này sợ đã biết bản thân mình trời sinh sẽ thở thành đàn dược chỉ là lại cực kỳ tín nhiệm con cho nên mới lưu lại một đạo linh trùng sau đó mới can tâm bị luyện hóa, đồng thời lưu lại một đạo linh trùng cho con là hy vọng con có thể kéo dài nó. Thanh thủ linh tồn nói ra một câu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ duy trì nó, tiếp theo tuyệt đối sẽ không luyện hóa, cho người tồn tại giống như thiên mộc thần thụ, cho dù là ai cũng không thể động tới ngươi. Lục Thiên Du nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay, tâm thần thu lại, đem linh trùng do nghịch mệnh hồn quả lưu lại, bỏ vào trong một hộp ngọc. Lục Tiêu Du thu nó vào trong nhận chữ vật, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Nam Thúc lúc này vẫn đang luyện hóa. Thời gian từ từ trôi qua, bác cùng vô song cũng đem từng phiến lá cây của thiên mộc thần thụ đánh vào trong cơ thể của thánh thủ linh tôn. Tổng cộng đã qua 10 ngày, bác cùng vô song đã đánh vào trong thân thể thánh thủ linh tôn 10 phiến lá cây. 10 phiến lá của thiên mộc thần thụ dung hợp vào trong thân thể, thân thể thánh thủ linh tôn bắt đầu lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Thân thể vốn khổ héo, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ là khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, chưa có sinh cơ. Ngoài biên giới mật thất, ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửu long xích viêm đỉnh. Đã là ngày thứ 13, tại sao còn chưa thành công? Lục Tuyết Du nhìn qua cửu long xích viêm đỉnh, thì Thảo nói, hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi. Nghịch mệnh hồn dung dùng hồn đan không dễ luyện chế. Thánh thủ đình tồn nói, Sư phụ, nghịch mệnh dung hồn đan là đan dược cấp độ gì? Chẳng lẽ là chuẩn đế sao? Lục thiêu du hỏi. Thanh thủ đình tồn nói, nghịch mệnh dung hồn đan chính là tồn tại kỳ lạ. Đồn rằng loại đan dược này không có phẩm dai. Tại sao lại không có phẩm dai? Lục thiêu du có chút nghi hoặc, lại hỏi. Theo ghi chép từ thượng cổ là như vậy, cho nên sau khi luyện chế thành công sẽ như thế nào cũng không ai biết. Thanh thủ linh tồn nói. Nghe vậy lục tiêu du kẽ gật đầu, vừa định nói tiếp thì cửu long xích viêm đỉnh đột nhiên run rẩy, âm thanh sưu sưu vang vọng trong không gian không ngừng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lúc này ở trong cửu long xích viêm đỉnh có một cỗ năng lượng cực kỳ nồng đậm, giống như núi lửa từ bên trong phun trào ra. Một tiếng rầm ngâm vang vọng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ở bên trong năng lượng bàng bạc kia có một đầu cự long màu trắng cực lớn. Sắp thành công rồi sao? Lục Thiên Du nhìn chăm chú vào trong cửu long xích viêm địch. Trong phi linh môn, không trung yên tĩnh, đột nhiên gió nổi mây phun, lôi vần chẳng chịt, cả không gian lắc lư không ngớt, năng lượng thiền địa bàng bạc bà kéo tới hậu sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ hồ tất cả đệ tử phi linh môn bị kinh động, cả đám đều kinh ngạc. Hẳn là động tĩnh ở bên trong, ngoài ngọn núi, cực lạc tam quỷ khoanh chân ngồi hộ pháp bên ngoài ngọn núi, đảm bảo cho dù là ai cũng không thể tiến tới gần. Ở trong cửu long xích viêm đỉnh, năng lượng bàng bạc bên trong ngày càng nồng nặng. Về sau cơ hồ, cửu long xích viêm đỉnh rùn rẩy không ngớt, cả mật thất tràn ngập một cỗ năng lượng khiến cho lòng người rùng động. Năng lượng bàng bạc kia lập tức tạo thành một đầu cự long bằng năng lượng, có tám phần tương tự với cự long màu trắng do nghịch mệnh hồn quả biến thành. Năng lượng lan tràn, đôi mắt đang nhắm của Nam Thúc cũng chậm rãi mở ra. Nhìn qua cảnh này, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Thủ ấn biến hóa nói, đoàn mộc huynh, lúc này không tới, còn đợi tới khi nào nữa? Nam lão đệ, xin đà tạ. Thanh thủ linh tôn nói một tiếng, thân thể linh hồn hư ảo, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong cửu lòng xích viêm đỉnh. Trong cửu lòng xích viêm đỉnh, thân ảnh thanh thủ linh tôn vừa mới xuất hiện, thủ ấn lập tức biến hóa, thân thể hư ảo, hóa thành khổng lồ vài trăm mét trong cửu long xích viêm đỉnh cửu long màu trắng kia nhìn thấy thánh thủ linh tôn trong mắt hiện lên sự cảnh giác tới đây đi ánh mắt của thánh thủ linh tôn lóe lên miệng kẽo hút một cái về phía cửu long màu trắng một cỗ hấp lực lớn xuất hiện khiến cho cửu long màu trắng bốn chạy trốn thế nhưng trong lúc vô hình ở trong cửu long xích viêm đỉnh lại có một lực lượng nào đó khiến cho nó không có cách nào dãy ruộng hóa thành một đoàn xương mù năng lượng bị thánh thủ linh tôn hít vào trong miệng. Thánh thủ linh tôn hít năng lượng giống như cự long kia, toàn thân run rẩy. Cùng một lúc, bác cùng vô song dùng hợp chiếc lá thứ ba vào trong thân thể của thánh thủ linh tôn. Sinh cơ trên thân thể thánh thủ linh tôn phun trào, hai mắt nhắm chặt mở ra, trong mắt hiện lên quang mang trống rỗng. Vô song, chuẩn bị tốt chưa? Nam thúc hỏi bác cùng vô song. Đã chuẩn bị tốt, có lẽ không thành vấn đề. Bác cùng vô sòng nói, trên khuôn mặt tinh xảo, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, liên tục tiêu hao như vậy, cho dù nàng có tu vi vũ tôn cửu trọng trung kỳ, cũng khó mà chịu đựng nổi. Đoàn Bộc huynh, có thể khôi phục hay không thì phải xem vào vận khí. Nam Thúc nói, thủ ấn trong tay biến hóa, ở trong cửu long xích viêm đỉnh, có một đạo lưu quang lướt ra. Thân thể hồn anh của thánh thủ linh tôn rót vào trong bi tâm của thân thể tràn ngập sinh cơ kia linh hồn tiến vào trong thân thể, thân thể run lên, phóng ra một cỗ năng lượng kinh nhân, ánh mắt trống rỗng kia nhắm chặt. Vô xong, có thể tiến hành bước cuối cùng, có mộc hoàng khí trên thiên mộc thần thụ, lại thêm nghịch mệnh dùng hồn đan là đủ, còn lại phải xem vào vận khí. Nam thúc thù hồi cửu lòng xích viêm định, lách mình đi tới bên người bác cung vô song. Vâng ạ, à. bác cung vô song gật đầu, muốn chuẩn bị một bước cuối cùng. Chậm đá, Lúc này lục tiêu du khẽ quát một tiếng, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Thân thể bước ra mấy bước, đi tới bên người bắc cung vô song và nam thúc. Nghe lục tiêu du nói, đám người bắc cung vô song, nam thúc, lục tâm đồng, tiên địa nhị lão, hắc vũ có chút nghi hoặc. Ánh mắt của lục tiêu du chớp động, trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, một thân thể trong nhẫn trữ vật xuất hiện trước người của hắn. Thân thể này cũng là da bọc xương, mái tóc dài màu đen trên đầu giống như mạng nhện, Rối loạn mất trật tự. Thế nhưng khí tức trên thân thể cô héo này lại khủng bố. Trung quanh thân thể hắn thậm chí còn có gợn sóng trong không gian lắc lư, phóng ra uy áp khiến cho linh hồn đùa lớn. Toàn thân vô hình là bị uy áp cực lớn, uy áp mạnh thật. Ánh mắt của mọi người run lên. Uy áp cường hãn này khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy áp lực cùng đau đớn kịch liệt. Linh lực trong cơ thể cùng với chân khí giống như đình trẻ đây là thân thể của đế giả. Nam Thúc, Kim Huyền lập tức sợ hãi thầm than. Khí tức trên thân thể này tuyệt đối là thân thể đế giả. Lúc còn sống, nhất định là một vị đế giả. Thân thể đế giả sao? Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng khiếp sợ. Đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc, dường như cũng phát hiện ra khí tức bàng bạc trên thân thể kia. Đối với đám người dường quá, thiên địa nhị lão mà nói, thân thể đế giả này bọn họ đã gặp qua trong tử vong thâm uyên. Đây chính là thân thể đế giả quỷ dị mà bọn họ đã gặp. Lúc ấy xuất hiện thân thể của đế giả, lục thiếu du không có chút trần trở nào. Từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết. Một đạo quang trụ bằng linh lực đánh vào trong thân thể của đế giả kia. Tiếp đó trong nháy mắt, trên thân thể đế giả này có một vòng quang mang màu trắng quanh quẩn. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên thân thể không ngừng quét tán ra. Khí tức khủng bố vô cùng khiến cho lòng người rùng động. Ra! lục tiêu du khẽ quát một tiếng tủ ấn chuẩn biến hóa đình được phù thiên cái địa tuôn ra lập tức đem theo đạo quang trụ màu trắng này hút ra từ trên bi tâm của thân thể đế giả bên trên quang trụ màu trắng này có một cỗ khí tức mênh mông giống như biển cả trói mắt khiến cho chúng cường giả cũng khó có thể mở hai mắt ra được dưới khí tức mênh mông bực này năm người hắc vũ thiên địa nhị lão run rẩy lục tâm đồng và dương quá cũng như vậy chỉ có nam thúc Kim Huyền và Bắc Cung Vô Song là chịu uy áp nhỏ hơn không ít. Thế nhưng, người bị uy áp nhỏ nhất có lẽ chính là Bắc Cung Vô Song mà thôi. Khi tức ở trong đạo quang trụ màu trắng kia, lúc này chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để mà hình dung. Mơ hồ có một cỗ năng lượng thiên địa quỷ dị khiến cho lòng người rúng động. Đế giả chi nguyên. Ánh mắt của Nam Thúc lúc bây giờ cùng với Kim Huyền lập tức biến đổi. Trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Bên trong một đạo quang trụ màu trắng này chính là đế giả chi nguyên. Sắc mặt của lục tiêu du tái nhợt, lục này xuất ra đế giả chi nguyên. Hắn đã phí không ít khí lực. Thủ ấn tiếp tục biến hóa. Trên người thân thể đế giả này, lục tiêu du đã sớm biết rõ có đế giả chi nguyên. Sư phụ thánh thủ linh tôn không có cách nào dung hợp hoàn mỹ với thân thể đế giả này. Thế nhưng đế giả chi nguyên lại tuyệt đối hữu dụng với sư phụ hắn. Đương nhiên lúc này, lục tiêu du cũng không khẳng định đế giả chi nguyên hữu dụng hoàn toàn với sư phụ thánh thủ linh tôn đế giả chi nguyên chính là một loại đồ vật vô cùng huyền diệu và khó giải thích cho nên hiện tại lục tiêu du cũng không có nắm chắc hắn cũng chỉ hy vọng loại bảo vật này hữu dụng với sư phụ thánh thủ linh tôn đạo quang trụ màu trắng kia càng ngày càng trói mắt khí tức khiến cho lòng người run sợ thủ ấn của lục tiêu du biến hóa đạo quang trụ màu trắng này bắn ra nhanh như thiểm điện bắn vào trong bi tâm của thân thể thánh thủ linh tôn quang mang trói mắt trên đế giả trì nguyên biến mất không thấy đầu nữa tiến vào trong thân thể thánh thủ linh tôn khiến cho thánh thủ linh tôn run lên từ bi tâm cả thân thể bắt đầu được quang mang màu trắng bao phủ cực kỳ quỷ dị lục tiêu du hít sâu một hơi xuất ra đế giả trì nguyên trong thân thể đế giả này khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch giống như trải qua một hồi đại chiến lục tiêu du cũng không biết xuất ra đế giả trì nguyên trong thân thể đế giả lại tiêu hao kinh người như vậy. Vô song, được rồi. Lục tiêu Du nói với Bắc Cung vô song, lần nữa tu thân thể đế giả này vào trong nhận chữ vật. Thân thể đế giả dù sao cũng là trọng bảo có tác dụng lớn. xình xình bất tức, phong ấn. Bắc Cung vô song nghe vậy gật đầu, thủ ấn đánh xuống. Một phiến lá cây bành trướng, lần nữa bao trùm thân thể thánh thủ linh tôn, giống như là gói bánh vậy, đem thân thể thánh thủ linh tôn bao phủ ở bên trong dưới lá cây màu xanh bao phủ, sinh cơ quanh quẩn, chậm rãi rơi vào trong vệ đá trên mặt thất. Bác cùng vô song làm sau chuyện này, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, miệng lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt hơn không ít. Vô song, thân thể lục thiêu du lóe lên, đi tới bên người bác cung vô song, có chút lo lắng hỏi. Thiếp không sao, chỉ là tiêu hào quá nhiều mà thôi, chuyện nhỏ. Bác cung vô song nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía thánh thủ linh tôn, đang bị lá cây bao phủ trên bệ đá. Nàng nói, thân thể thanh thủ linh tồn tiền bối khôi phục rất tốt, thế nhưng có thể thành công hay không, thì phải xem một bước cuối cùng này. Ít nhiều cũng đa tạ hai vị, ta thay mặt chủ nhân, đa tạ hai vị tường trợ. Hạc vũ tiến lên, ánh mắt có chút kích động nhìn nam thúc và bắc cung vô song, quỳ xuống đất hành lễ. Hạc vũ, người làm gì vậy? Một cỗ lực lượng vô hình trong tay nam thúc tuôn ra, nâng hắc vũ dậy. Hắc Vũ thúc không cần phải khách khí. Thánh thủ Linh Tôn Tiền Bối là sư phụ của Thiếu Du, cũng là sư phụ của ta vậy. Bác cùng Vũ sòng nói. Hiện tại quan trọng nhất là Thánh thủ Linh Tôn Tiền Bối có thể thành công hay không. Nhất định chủ nhân có thể thành công. Chủ nhân nhất định có thể thành công. Hắc Vũ kiên định nói. Mọi người lui ra đi. Chuyện này sợ rằng cần thời gian không ngắn. Nam thúc nhìn Thánh thủ Linh Tôn được lá cây của Thiên Mộc Thần thụ bao phủ trên bể đá trong lòng có chút lo lắng. Cho dù thành công hay không, thì hiện tại không phải chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, hắn là thánh thủ linh tôn đã trở thành bằng hữu. Thường thế tàu hỏa nhập ma của hắn, nếu không phải có thánh thủ linh tôn, thì cũng khó có thể khôi phục. Những năm này, hai người ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận trận pháp đàn dược khôi lỗi, tình bằng hữu cực kỳ sâu đậm. Hy vọng sư phụ có thể thuận lợi khôi phục. Lục Tiên Du nhìn sư phụ được lá cây của thiên mộc thần thụ bao phủ trên bể đá, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, khôi phục thân thể và luyện chế nghịch mệnh dung hồn đan thuận lợi, chỉ là dung hợp lại là một chuyện khác. Mọi người rời khỏi mật thất, Nam Thúc bố trí một đạo cấm chế lên mật thất này. Lúc này mọi người mới rời khỏi đây. Bài kiến nhị thiếu gia, thiếu phu nhân. Nam Thúc mở ra cấm chế, mọi người đi ra, cực lạc tam quỷ hành lễ với lục thiêu du tam quỷ, bên ngoài không có chuyện gì chứ? Lục Thiết Du nhẹ giọng hỏi, bẩm nhị thiếu ra, hẳn là không có chuyện gì. Lệ quỷ trả lời, ba người hộ pháp ở hậu sơn, nếu như phi linh môn có chuyện gì lớn, thì cũng khó có thể tránh thoát được tâm thần dò xét của bọn họ. Ba người các ngươi từ giờ ở đây mà hộ pháp ở chỗ này, trừ ta cùng với nghĩa phụ ra, không cho phép kẻ nào đặt chân vào đây nửa bước. Người vi phạm giết chết không tha. Nếu như có người đi vào thì các ngươi sách đầu mình tới gặp ta." Lục Tuyết Du nghiêm túc nói với cả ba người. "Vâng ạ." À, cực Lạc Tam Quỷ gật đầu đáp lại, sư phụ thánh thủ linh tôn của nhị thiếu gia đang ở bên trong khôi phục, đương nhiên không thể bị quấy rầy. Cực Lạc Tam Quỷ cũng biết tầm quan trọng của vấn đề này, đương nhiên không dám chủ quan. Có Cực Lạc Tam Quỷ ở đây hộ pháp, lại có cấm chế của Nam Thúc, Lục Tuyết Du cũng yên tâm phần nào. Huống chi nơi này là ở trong Phi Linh môn, nếu như muốn quấy rầy tới việc khôi phục của sư phụ trừ phi vì đình bồn không thể chống lại mà thôi loại tình huống này trừ phi là tiên địa binh xâm phạm bằng không cũng khó có thể xảy ra vô song, nàng đang nhìn gì vậy lục tiêu du nhìn bác cung vô song, đang nhìn chung quanh ánh mắt đánh giá bốn phía thiêu du trọng phi đình bồn có phải có địa tâm linh ngọc hay không bác cung vô song hỏi lục thiêu du ánh mắt nhìn về ngọn núi khổng lồ xa xa trên ngọn núi kia có năng lượng lan tràn ra, khiến cho năng lượng trong phạm vi phi linh môn so với bên ngoài còn nồng đậm hơn nhiều. Đúng như vậy, nàng hỏi điều này làm gì? Lục Thiết Du nhẹ giọng hỏi lại. Địa tâm linh ngọc trong phi linh môn bị nam thúc bố trí trận pháp để khiến cho năng lượng trong phi linh môn đồng đậm hơn của những nơi khác. Chẳng xem cái này xem. Tâm thần của Bắc Cung vô song khẽ động. Trong tay nàng xuất hiện nhánh cây của thiên mộc thần thụ. Hơn bởi phiến lá trên nhánh cây chỉ còn một lá cuối cùng, thế nhưng vẫn tàn mát ra sinh cơ bàng bạc, con mang màu xanh sáng chói. Thế là vô dụng rồi sao? Lục Thiên Du nhìn thấy nhánh cây của thiên mộc thần thụ, lập tức hỏi. Thanh thủ linh tôn đã dùng đủ, nhánh cây này giữ lại, có thể để cho người khác dùng sau này. Bất quá, đối với tiếp mà nói, càng có công dụng lớn hơn. Trong ánh mắt của bác cung vô song, chợt hiện lên sự vui vẻ, miệng khẽ nói. Bất quá, tiếp cần một nơi năng lượng hội tụ, nơi có địa tâm linh ngọc là tốt nhất thế nhưng nơi có địa tâm linh ngọc không phải nơi nào cũng có vì linh môn của chàng có địa tâm linh ngọc miễn cưỡng là có thể chàng có thể dẫn ta đi được không thứ này còn có công dụng lớn hơn hay sao vậy thì theo ta lục tiêu dù nói xong kéo tay bác cùng vù xong lập tức đi về phía ngọn núi phía trước chúng ta cũng đi thử xem lục tâm đồng và dương quá hiếu kỳ lập tức theo đuôi đám người thiên địa dị lão kim huyền hắc vũ nam thúc nhìn nhau lập tức nhảy lên trên ngọn núi lục tiêu du cùng với bắc cung vô song vừa mới đáp xuống thì đám người dương quá và lục tâm đồng cũng đáp xuống ngọn núi này chung quanh ngọn núi khổng lồ này có năng lượng thiên địa hội tụ cơ hồ tạo thành vòng xoáy quanh quẩn trên ngọn núi này cho nên ngọn núi này cũng trở thành nơi có năng lượng nồng đậm nhất trong phi linh môn vô song đây là nơi nam thúc bố trí thập phương tụ linh trận địa tầm linh ngọc ở trên ngọn núi nàng định làm gì lục tiên du nhìn bác cung vô xong rồi hỏi một lát nữa chẳng sẽ biết thôi bác cung vô xong cười cười tìm kiếm trên ngọn núi một hồi rồi đi tới một chỗ có bùn đất thụ ấn được kết mộng hoàng khí trên người đột nhiên phóng ra bao phủ nhánh cây của thiên mộc thần thụ trên tay rồi cắm vào trong mặt đất cả ngọn núi khổng lồ lập tức có một cỗ quang mang màu xanh đậm từ trên đỉnh núi rót xuống, lan tràn trên mặt đất, khiến cho mặt đất run run giống như địa chấn. Được rồi, thu hồi mộc hoàng khí trên người, sắc mặt của bắc cung vô song càng tái nhợt hơn một chút. nhánh cây của thiền mộc thần thụ đã cắm vào trong bùn đất trên núi, sinh cơ bàng bạc phóng ra, năng lượng trong không gian mơ hồ bị một phiến lá cuối cùng hấp thu. Vô song, ý của nàng là nhánh cây thiên mộc thần thụ này còn sống ư? Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi. Không thể nào. Bác Cung vô song nhìn Lục Tiêu Du nói. Thiên mộc thần thụ chính là thiên tài địa bảo. Hả có thể sống dễ dàng như vậy? Nếu như dễ dàng, thì trong bắc cung gia của thiếp, toàn bộ đều là thiên mộc thần thụ rồi. Vậy nàng đang làm gì vậy? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, rất là nghi hoặc hỏi. Tiếp còn chưa nói xong. Bất quá, tiếp có thể làm cho nó còn sống. Bác cùng vô song nháy mắt cười nói. Thiên mộc thần thụ chính là thiên tài địa bảo, sẽ không dễ sống như vậy. Thế nhưng, tăng thêm thiếp thì không nhất định. Trên người của thiếp có truyền thừa của bác cùng lão tổ, mộc hoàng khí trên người viễn siêu thiền cấp, tăng thêm đặc tính của thuộc tính mộc, lại nói ở trong phi linh bồn của chàng. Còn có một nơi tràn ngập năng lượng đến như vậy, có lẽ có cơ hội còn sống. Thế nhưng cơ hội này cũng chỉ có 8-9 phần. Tiếp chưa có thử qua, cho nên cũng không dám chắc có thể thành công hay không. Thế nhưng hẳn là có thể. Tốt quá! Lục Tiết Du vui vẻ. Nếu như trong phi đình bồn có thiên mộc thần thụ thứ hai trên đại lục này, thì nói quả thực là phát tài rồi. Hóa ra thiên mộc thần thụ vẫn còn có thể sống lại sao? Nếu như vậy về sau, trong phi đình bồn, vô song tỷ cứ trồng thêm 10 cây, 8 cây cũng được. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Khó có thể làm được lắm. Cũng không phải dễ dàng như thế đâu. Bác Cùng Vũ Sòng nói lại một câu. ca ca, huynh đang suy nghĩ gì thế? Đục Tâm Đồng liếc nhìn Đục Thiếu Du. Đục này, Đục Thiếu Du đang suy tư gì đó? Không có gì. Đục Thiếu Du cười cười, lập tức nhìn về phía Nam Thúc và Kim Huyền, rồi nói. Nghĩa phụ, Kim Huyền Thúc, đinh trùng của nghịch mệnh hồn quả, có phải cũng ở nơi con năng lượng tràn đầy đúng không? Đó là chuyện đương nhiên. Nam Thúc gật đầu trả lời. Kim Huyền nói, đem linh chủ của người đặt ở nơi tràn đầy năng lượng là được rồi. Đến lúc đó, nó sẽ tự động phát triển. Ta hiểu rồi. Lục Tiết Du mỉm cười, tâm thần gọi ra hộp ngọc chứa linh trùng của nghịch mệnh hồn quả. Linh trùng của nghịch mệnh hồn quả lập tức rơi vào trong tay hắn. Dùng người luyện chế đàn dược, quả thực là bất đắc dĩ. Người giúp sư phụ ta khôi phục. Lục Tiết Du ta lúc này cam đoan, nếu như linh chủ của người khôi phục chỉ cần lục tiêu du ta còn tại thế một ngày sẽ không để cho người khác làm ngươi lấy để luyện hóa lục tiêu du nói với linh chủng của nghịch mệnh hồn quả như vậy hắn ta dứt lời trên khí bao phủ lòng bàn tay lập tức bao trùm linh chủng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lục tiêu du đem linh chủng đánh vào trong nhánh cây của thiên mộc thần thụ khi đạo linh chủng này rơi vào trên nhánh cây của thiên mộc thần thụ lập tức dừng lại trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hư ảo cự đang quay đầu nhìn lục tiêu du. Sau đó chui vào trong nhánh cây tiên mộc thần thụ, biến mất, không thấy đầu nữa. Lúc này mọi người không khỏi sững sờ, đem linh trùng của nghịch mệnh hồn quả đánh vào trong nhánh cây của tiên mộc thần thụ. Chuyện này sợ rằng chưa từng có ai làm qua. Đừng nói là tiên mộc thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều là thiên tài địa bảo. Người có nó, sợ rằng nắm như vậy gần như không có người nào, trừ phi là gặp quỷ. Thế nhưng hiện tại, lục tiêu du làm như vậy trời mới biết lục Thiêu du có ý định gì bản thân của hắn chỉ tùy tiện cảm thấy như vậy có thể được mà thôi nhị đệ đặt linh chủng trong thiên mộc thần thụ này có ảnh hưởng gì không dương quá có chút lo lắng hỏi loại chuyện này dù sao cũng chưa có ai thử qua chắc có lẽ không sao đâu lục tiêu du vuốt mũi nói hắn ta cho rằng như vậy hẳn không thành vấn đề chỉ là lúc này lục tiêu du cũng không có cách nào khẳng định cũng bởi vì hành động này của hắn mà vô số năm sau này đã tạo nên một vật kỳ lạ nhất trong thiên địa. Mà cơ duyên xảo hợp lại bị một tiểu oa hỏa của lục gia động tới. Dựa vào vật thần kỳ này mà tiểu gia hỏa của lục gia kia quậy cả đại lục tới thiên hồn địa ám. Hết lần này tới lần khác không có ai động tới được tiểu gia hỏa kia. Đương nhiên chuyện này cũng là về sau này. Dù sao, đinh trùng cũng ném vào trong rồi. Hy vọng nó có thể còn sống thiên bộc thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều không phải là vật bình thường. Nam Thúc cười khổ, hắn không ngờ lục tiêu du lại làm ra như vậy. Cho đến một lát sau, mọi người rời khỏi ngọn núi, lục tiêu du để cho bác cung vô song điều tức. Hắn tìm thôi hồn độc phương đồng vô mệnh và quỷ tiên tử bạch oánh hỏi thăm chuyện gần đây của phi linh môn cùng với động tĩnh của thiên địa mình gần đây. Nửa tháng này, trong phi linh môn cũng không có chuyện gì, thiên địa minh cũng không có động tĩnh gì lớn. Trên một ngọn núi liên miên, trong một sơn cốc, có một ngọn núi khổng lồ giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Đỉnh ngọn núi cao tới vạn thước, từ trên nhìn xuống, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Mà bốn phía cũng có không ít mây mù tràn ngập cùng với kiến trúc thừa thớt. Điều này làm mọi người kinh ngạc. Có tin tức gì của phi linh môn truyền tới không? Trong một đỉnh viện, gia cát tây phong mặc một bộ áo bào tím tay cầm chiếc quạt ngồi ngay ngắn ở đó sắc mặt của hắn có chút âm trầm chuyện xảy ra những năm này khiến cho gia cát tây phong về ngoài nho nhã đã biến mất chỉ còn lại âm trầm mà thôi so với trước cách biệt một trời một vực khí chất nho nhã trên người đã sớm không còn tồn tại trang chủ vừa mới nhận được tin tức phi đình môn còn chưa có động tĩnh gì tiền địa mình dùng danh nghĩa thiên kiếm môn phát ra ba phòng thư phi đình bồn cũng mặc kệ không có bất kỳ động tĩnh gì cả một lão giả xoay người rồi nói ta đã sớm biết như vậy rồi mà giả cát tây phong trầm giọng nói tiếp tục thám thính tin tức giám thị phi đình bồn đặc biệt là nhất cử nhất động của lục tiêu du kia vâng ạ à. lão giả kia gật đầu lập tức cung kính lùi xuống lục tiêu du ta cũng không tin vẫn may đi theo ngươi cả đời ta cũng không tin ta không chơi nổi một tiểu tử miệng còn hồi sữa như người. Thực lực mạnh thì thế nào? Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, ta sẽ giết chết người. Giả cắt Tây Phong thu quạt lại, trong mắt hiện lên hàn ý. Tây Phong Lúc này có một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện trong sảnh. Đạo thân ảnh này tuổi chừng lục tuần, chính là một lão già mặc áo xám, búi tóc màu trắng, khuôn mặt giả đua. Thế nhưng khí sắc lại cực kỳ hồng nhuận, khí tức trên người thu liếm, những lúc vô hình khiến cho trong lòng trùng động. Bái kiến Lan Bộc Thái sử thúc nhìn thấy người này Giả Cát Tây Phong lập tức đứng dậy hành lễ đứng lên đi lão già này vung tay lên thân thể sau đó lập tức ngồi ở vị trí Giả Cát Tây Phong vừa ngồi Giả Cát Tây Phong thì cung kính đứng trước mặt hắn Lan Bộc Thái sử thúc kết quả chuyến đi lần này của người thế nào Giả Cát Tây Phong khẽ gần đầu nhẹ giọng hỏi lão già này lúc này mấy lão già hòa trong các sơn môn lớn chúng ta bí mật tụ họp đã nhất trí có một quyết định trong mắt của lão già này hiện lên hàn ý vẻ mặt âm trầm nói cứ dựa theo đề nghị lần trước của ngươi đến lúc đó tất cả các sơn môn lớn bất kể như thế nào phải toàn lực diệt chết lục tiêu du kia thật sao sắc mặt của gia cát tây phong vui vẻ lập tức có chút lo lắng nói thái sử thúc hiện tại lục tiêu du kia vô cùng khó đối phó thực sự quá mức cường hãn thủ đoạn thì quỷ dị không ít. Cường giả bên người cũng rất nhiều. Ta lại lo lắng đến lúc đó, các sân môn lại bị chia rẽ, không thể liên thủ cùng một chỗ. Bất luận là sân môn nào muốn một mình đối phó với lục thiếu du này đều không làm được một cách dễ dàng. Về điểm này thì ngươi không cần phải lo. Lão già này lạnh nhạt nói, tất cả các sơn môn lớn cho tới bây giờ đều tổn thất thảm trọng trong tay lục thiếu du kia. Người nói cũng đúng, muốn đánh tan đến đạo minh thì phải chặn giết lục thiêu du kia trước. Lần này, lớp tiền bối các sơn môn trong mình chúng ta đã lập trọng thể, nhất định không từ giá nào, toàn lực diệt chết lục thiêu du. Lục thiêu du kia lần này chết chắc rồi. Ánh mắt của gia cát tây phong âm trầm, tất cả các sơn môn lớn, suốt cuộc cũng không nhịn được, không để ý tới giá nào. Lục thiêu du có chắp cánh, cũng khó mà thoát chết. Làn bộng thái sư thúc. Làn đình thái sư thúc thế nào rồi à? sát ý trong mắt ra cắt tây phòng thủ liếm, hỏi lão già này. Đã đoạt xá thành công, đang khôi phục, chỉ là hao phí vô số tài nguyên. Thực lực của làn linh thái sử thúc người cũng chỉ chữa được thực lực một chân bước vào linh tồn cửu trọng đỉnh phong mà thôi. So với cấp bậc chuẩn đế kỳ trước còn kém quá xa, về sau cũng không có cách nào tiến thêm. Lão già nói xong, trong mắt bán trả sát ý, bàn tay vỗ vào ghế, đánh nát cái tay vị. thân thể đứng lên, cả giận nói. Lục tiêu du này nhận định phải chết. Ta muốn băm vằm hắn thành vạn đoạn. Dứt lời thân ảnh lão giả lóe lên, biến mất trong sảnh. Chỉ để lại một đạo âm thanh quanh quẩn. Tây phòng, nhanh đi sắp xếp. Lần này nhất định phải khiến cho lục tiêu du rời khỏi phi linh môn. Tất cả các sơn môn càn quét đế đạo minh. Việc này càng ít người biết càng tốt. Nhất định không thể để lộ ra một chút tiếng gió nào. Vâng, giả cắt tây phòng đáp mắt nhìn bên ngoài đỉnh viện, cười lạnh không thôi thì Thảo nói. Lục tiêu du, lần này người chết chắc rồi, nếu như lần này người có thể chạy thoát, trừ phi thành đế mới làm được, bằng không chỉ cần người dám tới, nhất định sẽ chết. Trong đồng hải mênh mông, trên một hải đảo liên miên xanh ngắt một màu, có không ít kiến trúc liền miên. Bên ngoài một sơn động, một đạo thân ảnh cung kính đứng đó, trong sơn động vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Nhanh đi chuẩn bị đi, lần này toàn lực đánh chết lục tiêu du không để bất kỳ giá nào, lục tiêu dù nhất định phải chết. Vâng, thân ảnh kia cùng kính đáp, lập tức biến mất trước cửa động. Trong một sơn mạch bao la, tuy rằng lúc này đã vào giữa hè, thế nhưng trong sơn mạch này vẫn một mảnh xanh ngắt, vô số kiến trúc liên miên ở bên trong. Chuẩn bị, bất kể giá nào cũng phải đánh chết lục tiêu du. Toàn lực đánh chết lục tiêu du từng đạo mệnh định từ khắp nơi trong thiên địa vang vọng trong phi linh môn lúc rảnh rỗi lục tiêu du cũng không vùi đầu vào tu luyện mà lại thư giãn một chút cho nên thời gian kế tiếp ngoại trừ lúc lo lắng sư phụ đang khôi phục ra lục tiêu du cũng vô cùng thanh nhàn ban ngày ở cùng mẫu thân và người nhà còn có chỉ đạo tiểu tử lục kinh vân tu luyện tiểu tử lục kinh vân này tuy rằng còn nhỏ thế nhưng trên phương diện tu luyện chỉ cần nói một chút là hiểu thường thường khiến cho lục thiêu du trợn mắt, há hốc mồm. Tiểu từ này hoàn toàn giống như là vì tu luyện mà sinh ra vậy. Thời dịp lúc nhàn rỗi, lục thiêu du cũng muốn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, đem đám người Niếp Phong, Đoàn Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thanh Kiệt, Dương Đình Hạo gọi vào quảng trường. Năm người này hiện tại chính là tồn tại mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Lục Thiêu Du cũng muốn thử xem thực lực cụ thể của năm người này. Trên quảng trường, chúng cường giả hội tụ, không ít cường giả của phi linh môn nghe nói trưởng môn muốn thử thực lực đáp người đoàn mộc hồng chí niếp phong, lập tức có chút hứng thú. đối với đệ tử bình thường mà nói, lúc này đã sớm vây quanh quảng trường, giống như là việc trọng đại trong phi linh môn vậy. khi lục tiêu du tới quảng trường, cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy. lục tiêu du cũng lập tức cao hứng, hắn vốn chỉ muốn xem thực lực của năm người này mà thôi, thế nhưng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy chỉ là cũng không có vấn đề quá lớn, để cho đệ tử khác đứng xem một chút, kể ra cũng tốt. Ngược lại, đối với không ít đệ tử trẻ tuổi, thì đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn. Đệ tử cũng khó mà nhìn thấy trưởng môn một lần. Thế nhưng tên tuổi của trưởng môn trên đại lục, thì bọn họ lại thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thấy trưởng môn, cả đám lập tức kích động không thôi, quỷ xuống hành lễ. Trên quảng trường, có 5 người đứng đó, chính là đám người Niếp Phong Đoàn Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Năm người cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của các đệ tử trẻ tuổi. Đây chính là năm vị sư huynh sư tỷ có thực lực cường hãn nhất trong đám người trẻ tuổi của Phi Linh Môn, cũng là top 5 đệ tử hiện tại. Mười đại đệ tử trong Phi Linh Môn đều có địa vị cao siêu, cơ hội bằng với hộ pháp bình thường. Hộ pháp bình thường cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi. Năm người bọn Niếp Phong đứng trên quảng trường, nhiếp phong và đoan mộc hồng chí thì còn tốt không quá bất an ngược lại ba người hoàng tĩnh ngọc trịnh thánh kiệt dương linh hạo thì cực kỳ khẩn trương hôm nay trưởng môn đích thân kiểm nghiệm thực lực của bọn họ mà bọn họ cũng không có nắm chắc chỉ là trong mắt lại xuất hiện chiến ý mười phần có thể chiến cùng trưởng môn một trận nói ra cũng đủ để tự hào mọi người có hứng thú nhìn xuống bên dưới lục thiết du lách mình đi tới quảng trường ánh mắt nhìn vào năm người có chút vui vẻ năm người này đều có khí độ bất phạm. Đoan Mộc Hồng Chí còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ. Hai người Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo cũng không có kém. Mắt nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới nhị nữ Hoàng Đan và Hoàng Hân. Hoàng Tĩnh Ngọc này cơ hồ hội tụ ưu thế của hai vị cô cô. Hoàng Đan vũ mị, Hoàng Hân thanh nhã, cho nên cũng đủ để liệt vào hàng mỹ nữ nhất đẳng. Ngược lại, Niếp Phong mấy năm qua cao hơn không ít, không có phong độ như đoàn mộc hồng chí, thế nhưng cũng có sự trầm ổn. Mà tu vi của năm người trong đám người trẻ tuổi hiện tại xem như không có thấp. Đoàn mộc hồng chí chính là vũ xuất tứ trọng, Điệp Phong là vũ xuất tam trọng, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng là vũ xuất tam trọng, Trịnh Thanh Kiệt là vũ xuất nhất trọng, còn Dương Đinh Hạo là linh xuất nhất trọng. Trong sự dò xét của lục tiêu du, toàn thân của năm người run lên giống như bị trưởng môn nhìn thấu, linh hồn run rẩy năm người các ngươi động thủ đi, nhớ kỹ, xuất toàn lực, không cần lưu thủ. Lục Tiêu Du nói với năm người, Phi Linh Bồn có năm đệ tử trẻ tuổi như vậy, quả thực không tệ, vẫn còn có thể áp chế được đệ tử trẻ tuổi của các sơn bồn khác trong đế đạo minh. Nghe thấy như vậy, ba người Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thanh Kiệt nhìn nhau. Tuy chẳng chiến ý mười phần, thế nhưng cũng không dám ra tay. Sư phụ, đệ tử không khách khí, mong sư phụ chỉ điểm trưởng môn, ta cũng không khách khí. Hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí, sau khi hành lễ, lập tức đạp mạnh mặt đất. Mặt đất quảng trường lập tức rung lên. Hai người một thuộc tính thổ, một thuộc tính hỏa, trên khí tuôn ra. Hai người dường như đã tôi luyện ra sự ăn ý với nhau, một trái một phải, vây cổng lục thiêu du. công kích sắc bén, tuyệt đối không dây dưa. Trong lúc mơ hồ, còn chân lẫn một tiên năng lượng thuộc tính. Chỉ là ngay khi hai người công kích, lục tiêu du trước mặt bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa khi thân ảnh lần nữa xuất hiện lập tức xuất hiện phía sau hai người trưởng môn tĩnh ngọc làm càn mong trưởng môn chỉ điểm bộ váy dài trên người hoàng tĩnh ngọc tung bay mỗi chân điểm nhẹ mặt đất thân ảnh xinh đẹp nhảy lên một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay vừa ra tay đã đánh ra kiếm quang như thực chất thành thế này cũng coi như không tội chúng ta đang làm càn mong chủ nhân thứ tội Trịnh Thánh Kiệt và Dương Linh Hạo cũng không chậm trễ đánh về phía trước. Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong thất bại, ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng xoay người lại, công kích lần nữa ngừng tụ. Năm người đều là xuất cấp, lúc này toàn lực ra tay, khiến cho cả quảng trường vang lên âm thanh bạo liệt không ngớt. Hoàng Đan trưởng đáo, thực lực của tĩnh Ngọc cũng không yếu. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói với Hoàng Đan, đương nhiên so với người năm đó còn mạnh hơn, Thiên thủ quỷ tôn trừng mắt nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, đối với thực lực của ái đồ, hắn cực kỳ thỏa mãn. Bị thiên thủ quỷ tôn trừng mắt, Thanh Hỏa lão quỷ cũng đành chịu, đây chính là sư phụ của hắn, vốn vị sư muội này là đệ tử của hắn, ai ngờ lại thành sư muội. Thanh Hỏa cùng phụng, tu vi của Tĩnh Ngọc mạnh là do Thiên thủ quỷ tôn dạy bảo có phương pháp, cũng là do sư huynh như cùng phụng chỉ giáo tốt, bằng không Tĩnh Ngọc cũng không có tu vi như ngày hôm nay hoàng đan vũ mị cười cười nghe hoàng đan nói như vậy hai người thiên thủ quỷ tôn và thanh hòa lão quỷ đều vui vẻ đối với những lời này cực kỳ hưởng thụ thiên thủ ngươi cũng không cần phải cao hứng ngươi nhìn xem hai người niếp phong và Đoàn mộc hồng chí đi thực lực so với tĩnh ngọc còn mạnh hơn đấy song tuyệt tôn giả thấy thiên thủ quỷ tôn đắc ý thì dội một gáo nước lạnh thiên thủ quỷ tôn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn song tuyệt tôn giả nói lão già nhà ngươi không phục thì mang đệ tử tới đây. Đoan Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của thánh thủ Linh Tôn, không phải nói nhiều. Niệp Phong lại chính là đệ tử của trưởng môn, cũng không biết trưởng môn nhìn tới tiểu tử này ở đâu. Một khi lên đài giao thủ, lập tức biến thành người khác. công kích trầm ổn mà có lực, có thể thấy rõ thiên cơ. Sớm biết như vậy, trước đây ta đã nhận tiểu tử này làm đệ tử. Cũng được sao? Niệp Phong nếu như rơi vào trong tay của ngươi, không bị hủy mới là lạ. Hỏa sĩ si tôn giả triều thiên thủ quỷ tôn. Hỏa sĩ, si, người cũng quá xem thường ta rồi đó. Thiên thủ quỷ tôn trừng mắt nhìn hỏa sĩ si tôn giả, lập tức nói. So với trưởng môn, đương nhiên ta phải kém hơn rồi. Quỷ tiên tử bạch oánh cười nói. Năm người này trong đám người trẻ tuổi đều rất mạnh. Chỉ là hai người đoan mộc hồng chí và niếp phong còn mạnh hơn một chút. Niếp phong trầm ổn mà có lực, đoan mộc hồng chí thì nhanh nhẹn mà sắc bén sợ rằng không bao lâu nữa hai người này sẽ trở thành kẻ đứng đầu trong đám người trẻ tuổi của toàn bộ đại lục. Những lời này kể ra cũng đúng, năm người đều rất mạnh. Phi Linh Bồn Ta có đệ tử trẻ tuổi như vậy, lo gì Phi Linh Bồn Ta không hừng thịnh. Tôi hồn độc vương đồng vô mệnh nói, tình quang trong mắt lập rẻ. Nhớ ngày đó, hắn và lục tiêu du tới Phi Linh Bồn, ngay cả thế lực tam lưu Phi Linh Bồn cũng không được tính vào bởi vì là hứa hẹn 10 năm của lục tiêu du, cho nên tới bây giờ, Phi Linh Bồn đã tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực nhất lưu. Đây là chuyện mà năm đó, hắn cũng chưa dám nghĩ qua. Vẫn là sư phụ lợi hại, về sau nhất định ta phải trở thành cường giả như sư phụ. Lục Kinh Vân nhìn xuống bên dưới, bàn tay nhỏ nắm chặt, trong mắt chờ mong không thôi. Nó rất muốn đi xuống chiến một trận, thế nhưng lại không có tư cách. Lục Kinh Vân, ngay cả phong ca của ta, người cũng không phải là đối thủ, người còn muốn trở thành cường giả dạ, giống như sư phụ người sao, tiểu bất điểm như người còn kém quá xa. Bảo Nhi đạp xuống vài trái của Lục Kinh Vân, lườm Lục Kinh Vân rồi nói, Hừ, đợi thực lực của ta mạnh lên, người thứ nhất ta sẽ giáo huấn chính là người đó. Lục Kinh Vân hung hăng nhìn Bảo Nhi, trong phi linh bồn này, nếu nói người nó sợ nhất chính là Nam Thúc và sư phụ. Thế nhưng đối tượng mà nó nằm mơ cũng muốn báo thù chính là Bảo Nhi Bao Nhi gần đây không để ý tới nó, hết lần này tới lần khác đánh nó, mà ngay cả bố Nhi cũng không giúp được. Cho nên mỗi lần trước mặt Bảo Nhi, nó đều nghiến răng nghiến lợi. Kinh Vân, sư phụ của người quá lợi hại, ngay cả phụ mẫu của ta cũng không phải là đối thủ. Người trước tiên nên cố gắng cho tốt, đừng có mơ mộng quá nhiều. Bố Nhi uyển chuyển nói với Lục Kinh Vân, ngay cả người cũng đã kích ta. Lục Kinh Vân nhìn bố Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ. Kinh Vân, con nên cố gắng cho tốt, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành cường giả giống như sư phụ của con. Bác Cùng vô sòng ngồi bên cạnh Lục Kinh Vân, dịu dàng cười nói. Chúng cường giả hộ pháp, bác cùng gia tộc đứng sau lưng, có chút hứng thú, nhìn năm người trẻ tuổi trên quảng trường. Trong đó, có ba người so với đệ tử trẻ tuổi đồng lứa trong bác cùng gia tộc cũng tuyệt đối không kém. Vẫn là sư mẫu nói đúng. Lục Kinh Vân cao hứng nói, đối với vị sư mẫu này, nó cực kỳ yêu thích, bởi vì nó thu được không ít chỗ tốt. Thậm chí trên người, mười mấy người bên cạnh sư mẫu cũng mạnh mẽ thu hoạch không ít. Trong quảng trường vang lên âm thanh trầm thấp, năm người niếp phong, đoan mộc hồng chí, hoàng tĩnh ngọc công kích, thế nhưng ngày cả treo áo của lục thiêu du cũng không thể đụng vào được. Vũ giả thuộc tính thổ dùng sự trầm ổn, công kích nặng nề hùng hậu, thuộc tính phong nhanh chóng biến ảo, thuộc tính mộc xảo trá quỷ dị, thuộc tính thủy biến hóa kéo dài, hóa thành bằng lạnh lẽo. Thuộc tính hỏa nóng bỏng và cuồng bạo. Mỗi một thuộc tính đều có sở trường riêng nên lĩnh ngộ trò tốt. Lục tiêu dung nói xong, đột nhiên trần khí quanh thân tuôn ra, không gian thuộc tính thổ lan tràn. Năm người đoan mộc hồng trí lập tức mất trọng lượng. Ở trong không gian thuộc tính thổ, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trong lúc vô hình đã bị áp chế, mặc kệ năm người dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lựa chọn trói buộc vô hình quanh thân mình các người nhìn cho kỹ đây ở trong không gian thuộc tính thổ lục tiêu du kết thủ ấn trong nháy mắt có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ hội tụ trong nháy mắt lại hóa thành thuộc tính hỏa thuộc tính thủy thuộc tính mộc thuộc tính phong trước mặt năm người diễn giải năm loại thuộc tính năm người này vừa mới đặt chân vào xuất cấp cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với lực lượng thuộc tính trên phương diện thuộc tính thì lĩnh ngộ cực kỳ quan trọng cho nên lục tiêu du mới muốn chỉ điểm cho năm người tu luyện trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính. Năm người cẩn thận nhìn qua lục tiêu du diễn giải năng lượng thuộc tính, dường như có chút hiểu ra. Cuối cùng, lục tiêu du đi tới trước mặt Dương linh hạo, một cỗ khí tức vô hình tràn ra. Dưới cỗ khí tức này, toàn thân dương linh hạo rùn rẩy. Lục tiêu du nói, thân là một linh giả, linh hồn lực và tâm cảnh cực kỳ quan trọng. Lục tiêu du nói xong, khí tức trên người lập tức biến mất, nhìn năm người rồi nói. Xuống dưới lĩnh ngộ cho tốt, sáng sớm ngày mai đi tới mật thất phía sau núi, theo ta bế quan một đoạn thời gian ngắn. Xin đa tạ sư phụ, đa tạ lục trưởng môn. Năm người nghe vậy, cao hứng không thôi, có thể bế quan cùng với trưởng môn, chỗ tốt kia không cần phải nói. Chúng đệ tử trên quảng trường tới năm vị sư huynh sư tỷ được bế quan cùng trưởng môn cũng chỉ có thể hầm mộ ghen ghét. Trời về hoàng hôn, sơn cốc trong phi linh sơn mạch đã đen kịt một mảnh ở phía chân trời còn sót lại một chút ánh sáng đồng thời trên phía chân trời bắt đầu xuất hiện những vì sao mờ mịt nghĩa phụ tỷ lệ sư phụ khôi phục lớn hay không tại một trụ trên núi lục tiêu du hỏi nam thúc có mộc khoảng khí của thiên mộc thần thụ thiên mộc thần thụ còn đột phá đế cấp tăng thêm nghịch mệnh hồn quả cơ hội không phục không nhỏ chỉ là tất cả cũng phải chờ đợi kết quả Nam Thúc nhìn về phía xa, bản thân bố trí cấm chế xa xa. Vậy thì cần bao nhiêu lâu? Lục tiêu du cảm giác được, sợ rằng trên đại lục này sẽ có biến hóa. Sư phụ khôi phục, hắn cũng có thể thở dài một hơi. Cái này cũng không thể nói chuẩn xác được. Ít thì một năm, nửa năm, nhiều thì dài hơn, cứ chậm rãi đợi đi. Nam Thúc quay đầu nhìn lục tiêu du nói. Tu vì vũ giả của người đã đạt tới vũ tồn cửu trọng đỉnh phong, hiện tại có lẽ nên tu luyện phương diện linh giả nhiều hơn. Tu luyện âm dường linh vũ quyết, phải đồng thời đột phá linh vũ. Đệ tử hiểu rồi. Lục Thiên Du gật đầu nói, chỉ là nếu như tu luyện bình thường, còn không biết tới năm tháng nào, muốn tìm mấy linh tôn cao trọng thôn vệ cũng không phải là chuyện dễ. Đợi đến khi người có thể đạt tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong, thì có lẽ người sẽ đột phá thành đế đấy. Nam Thúc nói một câu, rồi im lặng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.